Chào các bạn nha. Thì bây giờ là trưa thứ bảy của cái tuần mà lễ Phục sinh các bạn ở Mỹ. Mình ra trước nhà mình ngồi uống cà phê các bạn. Là tại vì đằng sau sân nhà mình tính ra mình ngồi mình ngắm hoa, mình nói chuyện chơi, nhưng mà cái bà hàng xóm của mình thì bữa nay con cháu bà về rồi, bà có hồ bơi đằng sau rồi, bà mở tiệc ồn quá bạn, ồn quá cho nên mình không nói chuyện được, cho nên mình ra trước hè mình ngồi mình nói chuyện nó yên lặng hơn. Thì cái tuần lễ Phục sinh này thì nó có một cái kỷ niệm rất là lớn đối với lại mình và cả gia đình mình nữa. Tại vì mình kể các bạn nghe vậy nè, hồi xưa khi mà gia đình mình mới qua Mỹ thì mướn nhà chung vách ở lúc đó chưa mua nhà các bạn. Rồi mình vẫn còn nhớ đó, cái đúng vào cái đêm mà lễ vọng Phục sinh đó các bạn, thì hồi đó ông anh lớn của mình với mình là đi đến nhà một cái người em họ của mình để có tiệc tùng rồi chơi ở đó. Thì bố mẹ mình với lại mấy đứa em thì hình như là về hay là không đi gì đó, nhưng mà lúc đó là bố mẹ mình với mấy đứa em mình ở nhà. Đi về nhà thì tối hôm đó các bạn, thì bất ngờ là cái điện bên trong cái nhà vô tình không biết làm sao, lý do gì nó bị chạm nổ các bạn, nó chạm nổ bên trong. Và cái nhà ở Mỹ đó các bạn, mà nó cháy từ bên trong ra, tại vì từ bên trong ra toàn là gỗ với lại những cái gỗ và những cái chất rất là dễ cháy, những cái chất mà nó chống nhiệt á, những cái bông gòn chống nhiệt á, rất là dễ cháy. Khi mà nó cháy bên trong rồi á, là nó cháy phần phật rất là nhanh. Và lúc đó là cả bố mẹ mình với mấy đứa em mình đã ngủ rất là say rồi, lúc đó khoảng không biết chắc cỡ 3-4 giờ, ngủ rất là say rồi. Và khi mà cháy vậy là bố mẹ mình là người đầu tiên phát hiện ra trước, rồi chạy ra trước. Thì lúc mà chạy ra trước thì cái lửa nó cháy lẹ tới nỗi mà tất cả những cái đồ kỷ niệm, những cái có chút tiền, có chút vàng dòng gì á là không kịp lấy ra các bạn, lo chạy ra cứu cái mạng thôi. Thì chạy ra thì bố mình lúc đó gia đình đông con quá đâu nhớ các bạn, khi mà sực nhớ là chưa chết cha, còn hai đàn em mình nó không có mặt ở đây, nó chưa ra, cho nên bố mình mới vội vàng quấn cái áo đang mặc vô tay, đập cái cửa biết là nó nằm trong phòng đó, chạy vô lôi nó ra các bạn, lôi hai anh em ra. Hai anh em nó ngủ ly bì, mà khi mà nhà cháy khói sùm hết á, mà la lối sùm mà nó vẫn nằm ngủ hay được các bạn. Cà phê ngon các bạn. Thì cuối cùng cũng lôi được hai nó ra, mọi người đều không ai bị gì các bạn, nhưng mà tất cả tài sản, quần áo, rồi những cái hồi đó mình còn nhớ là người Việt Nam mình may đồ rất là nhiều. Thường những năm đó, những năm 90 á, nhà Việt Nam nào cũng có 2-3 cái máy may không công nghiệp các bạn, để ở nhà may giá kiếm tiền rất là nhiều. Ai phần lớn là mình nói phải nói là 80-90% là kiếm sống nhờ cái công việc may đồ, giống như hiện tại mà mình nói là nhờ cái công việc làm móng tay các bạn, làm nail á, giống như vậy đó. Nhưng mà cái thời đó qua rồi các bạn biết đó, khi mà nó cháy đó, để các bạn tưởng tượng là cái những cái máy may mà công nghiệp đó, nó cái sườn của nó bằng những cái sắt rất là cứng các bạn, những cái sắt rất là cứng, rất là nặng. Và các bạn biết khi mà cái nhà mình cháy rồi, mình vô lại đó, gia đình mình vô lại đó, nó chảy hết luôn các bạn, nó nóng tới cái mức độ đó, là những cái máy may đó
những cái chân sắt rồi nó chảy sụm mà chè xuống luôn, ghê vậy các bạn. Nhưng mà thật sự là may mắn là ơn trên, gia đình mình, anh em mình không có ai bị cái gì hết từ cái vụ hỏa hoạn đó, từ cái vụ cháy đó hết. Thì ở Mỹ đó, khi mà cháy nhà đó thì hình như là bố mình còn giữ lại cái tờ báo mà nó lên tin tức luôn các bạn, tờ báo mà nó lên tin tức là nhà bị cháy rồi này nọ. Nhưng mà bây giờ không biết là mẹ mình còn cất đâu mình không nhớ nữa, để mình bữa nào mình phải hỏi lại. Ở Mỹ khi mà cháy thì những cái cơ quan thiện nguyện họ tới, họ cho nệm, cho quần áo, cho đồ ăn, cái đó thì những cái đó thì rất là dễ đối với bên Mỹ này. Những cái cơ quan thiện nguyện nó đồ ăn, quần áo, nệm nằm này nọ là có đủ hết á, phải nói là như vậy. Mình chỉ có cái là mình giữ cái mạng mình để mình làm việc tiếp thôi các bạn. Thì cái lý do mà mình kể ra câu chuyện này là gì các bạn? Cái lý do mình kể câu chuyện này là cái kỷ niệm một cái câu chuyện đó nó xảy ra vào một cái thời điểm, vào cái ngày lễ lớn, để nó cũng như là thành một cái mốc các bạn, để khi mà mình với lại những anh em của mình nhìn lại, và từ cái đó các bạn, từ sau cái đó thì anh em mình, rồi bố mẹ mình, thì vô hình chung nó thành một cái ngày truyền thống với gia đình mình, là cho dù là cái ngày lễ phục sinh đó các bạn, có thể bắt đầu cái đêm lễ vọng phục sinh đó, thì là vào cái tối thứ bảy đi nha, tối thứ bảy 8-9 giờ, và khi mà lễ xong rồi nọ là cũng tới nửa đêm 12 giờ nữa các bạn. Nhưng mà sau cái vụ mà hỏa hoạn cháy nhà mình như vậy á, thì anh em tự nhiên nó có một cái gì đó, một cái kỷ niệm gì đó nó khó quên. Và khi mà mỗi năm đến cái ngày lễ vọng phục sinh như vậy đó, thì anh em mình cho dù đi lễ về nhà rất là khuya, nhưng mà vẫn tụ tập ở bên nhà bố mẹ mình để vui chơi rồi ăn mừng với nhau, rất là vui các bạn, rất là vui. Thì khi mà bây giờ nhắc lại, bố mình đã mất rồi. Thật sự mình nói, những cái đêm mà khuya vậy á, bố mẹ mình bỏ công sức nấu ăn rất nhiều cho anh em mình ăn, rồi anh em mình qua chơi, rồi con cháu rồi tụ tập rất là đông vui các bạn. Thì cái đó là cái lý do mà mình chia sẻ câu chuyện hôm nay. Thứ nhất là mình muốn gợi nhớ lại một cái kỷ niệm cuộc đời ở bên Mỹ này, rồi khi mà sau này giống như cái câu chuyện đó nó xảy ra từ năm chín mấy, có thể lâu rồi, có thể đến bây giờ, có thể một trong những cái người anh em của mình chưa chắc đã nhớ nữa các bạn, mấy cái em nhỏ mình chưa chắc đã nhớ nữa, nhưng mà mình kể lại nó thành một cái kỷ niệm đẹp cho cái cho mình và cho gia đình mình. Và đến khi mà những đứa con mình đi, khi mà mai mốt nó lớn lên, thì mình cũng có dịp mình kể cho nó nghe những câu chuyện. Bây giờ mình không kể thì mai mốt mình sẽ quên các bạn, thật sự mình sẽ quên, mình không nhớ nữa. Nhưng mà sẵn dịp ở đây mình kể để mình tự nhiên nó sẽ thành một cái gì đó nó giữ lại sau này. Thì đó là cái tóm tắt mà mình muốn chia sẻ với mọi người, và cũng là một cái kỷ niệm của mình với lại của anh em mình. Những trong cuộc đời mình nhiều cái câu chuyện nó xảy ra, nhưng mà nó xảy ra với những cái lý do của riêng nó. Kể ra thì thật sự không có buồn các bạn, nhưng mà kể ra thì nó gợi nhớ mình, nhớ tới bố mình.
câu chuyện cháy nhà nó không buồn các bạn, nhưng mà khi mà mình kể mình thì nhớ tới bố mình. Tối mình đi lễ rồi ghé qua nhà mẹ mình, chắc cũng cho dù khuya thì cũng ráng ghé qua chơi sơ mập, nói chuyện tán dóc nhau vui các bạn. Ok, vậy thôi bạn. Mình tưởng câu chuyện nó vui mà giờ mình nghe ngao mình nói không được. Thôi mình không nói được nữa các bạn, mình uống cà phê rồi tối rồi mình ghé qua nhà bên mẹ mình, anh em sum họp chơi các bạn. Hôm nay là đêm phục sinh hả? Nay có hoa hậu ở hoa hậu ở Sirius mới lên nè, cô Liễu nè. Quay nè. Hey Carly, you look pretty, pretty girl. Say hi. Oh, you look so cute. Cute little girl. Cái đó gì vậy? Kem hả? Ice cream? Yeah? Này mình đi tìm hả Ngọc? Đi tìm. Wow, tô đẹp quá em. Thêm món gì nữa không? Wow, đẹp quá. Mì nè. Ồ, để anh coi mẹ nấu nước gì. Wow, vịt tiêm. Ủa này gà hay vịt mà? Này gà à? Gà tiêm á ơi. Gà tiêm. Thằng này nhiều chuyện quá. Gà tiêm. Chán nhau quá. Mình phải trên nào rất mình rất là trung thực chứ đâu có thật thà. Gà tiêm. Mẹ con muốn này cho mẹ.
Tối đi vào em. Phụ Liễu lâu lắm gặp Phụ Liễu. Để anh ta chuyện ma. Ồ, quay hả? Lấy điện thoại của cô. Gần hoa hậu. Lấy thương cái hoa. Mà ổng ở trong ấy đi ra. Nhưng mà mượn biết ổng chết vậy. Ổng chết rồi chứ ổng biết là người đâu. Mày cuốn lại từng lọn vậy hả bà nội? Luộc xong rồi cuốn lại từng lọn vậy ăn. Cho nó dễ. Cho nó dễ, cho nó dễ. Ăn hả? Hả? Ăn không? Ăn chứ. Wow, này bánh tầm bì. Wow, này cô Trung màu đỏ đẹp quá. Thank you.